Phương xin kính chào quý vị đến với bản tin kinh tế thế giới do ban biên tập Tuổi Trẻ Hải Ngoại biên soạn. Kính thưa quý vị, trong sáng ngày thứ hai, chính phủ mới của Hy Lạp đã bắt đầu làm việc nhưng không có sự hiện diện của thủ tướng và bộ trưởng tài chính. Cả hai người đều bị bệnh và sẽ không tham dự hội nghị thượng đỉnh quan trọng của Liên minh châu Âu vào tuần này, mà nhiều người hy vọng sẽ làm giảm bớt cho Athens một số các điều khoản cứu trợ tài chính. Điều này cũng dẫn đến những lo ngại rằng cuộc hội nghị thượng đỉnh này cũng sẽ thất bại trong việc đưa ra một biện pháp khả thi để giải quyết cuộc khủng hoảng. Ông Antonis Samaras đã phải giải phẫu mắt tại bệnh viện vào cuối tuần qua, trong khi ông Karpanos Vasilis đã phải nhập viện vì triệu chứng buồn nôn ngay trước khi phải tuyên thệ nhậm chức. Vì Bộ trưởng Ngoại giao và cựu Bộ trưởng Tài chính sẽ đi đến Brussels. Tuy nhiên, các vấn đề này đã buộc Troika, tức Bộ Tam, Liên minh châu Âu, Quỹ tiền tệ quốc tế và Ngân hàng Trung ương châu Âu phải trì hoãn một chuyến đi đến Athens. Athens sẽ phải đối mặt với một bài kiểm tra khó khăn tại Brussels khi Đức có vẻ đặc biệt không muốn nới lỏng các điều kiện vay mượn đã được thỏa thuận. Hôm thứ Hai, thị trường chứng khoán châu Âu đã xuống trong ngày thứ Ba liên tiếp. Các nhà đầu tư quan tâm tới những dự kiện mới của nền kinh tế toàn cầu và cũng giảm bớt hy vọng đối với cuộc hội nghị thượng đỉnh của Liên Âu đã bán đi cổ phiếu của các công ty, được cho là những tài sản nhiều rủi ro. Trong cuộc họp thượng đỉnh lần này, ngoài Hy Lạp, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu cũng sẽ thảo luận về những bước cụ thể trong việc liên minh tài chính chặt chẽ hơn. Nhưng các nhà phân tích nói rằng họ không nghĩ rằng cuộc hội nghị này sẽ giải quyết được điều gì quan trọng. Việc các ngân hàng Tây Ban Nha được xác định là cần sự cứu nguy đã tạo thêm lo lắng cho các nhà đầu tư. Ảnh hưởng domino bắt đầu từ Hy Lạp nay đã được thấy rõ. Các ngân hàng ở tại Ý cũng đang ở trong tình trạng sụp đổ và cũng sẽ cần cứu nguy như Tây Ban Nha. Madrid đã chính thức yêu cầu cứu nguy cho các ngân hàng của nước này trong hôm thứ Hai. Các nhà đầu tư lo ngại rằng một giải pháp dứt khoát đối với cuộc khủng hoảng vẫn còn một chặng đường dài để đạt được. Công ty Samsung tuyên bố điện thoại thông minh Galaxy S3 sẽ là điện thoại thông minh bán chạy nhất từ trước đến nay, với 10 triệu chiếc điện thoại sẽ ở trong tay khách hàng vào tháng 7. Samsung cũng bác bỏ những mối lo ngại cho rằng nguồn cung ứng giới hạn của điện thoại thông minh Galaxy S3 và nền kinh tế toàn cầu yếu kém sẽ gây áp lực trên thu nhập của mình. Trong hôm thứ Hai, khi điện thoại thông minh Galaxy S3 được bán ra tại Nam Hàn, người đứng đầu bộ phận điện thoại thông minh của Samsung là ông Shin cho biết ông ước đoán bộ phận của ông sẽ đạt được lợi nhuận cao trong quý thứ Hai. Ông Shin nói, tuy các điều kiện thị trường trên thế giới đang có nhiều khó khăn do các vấn đề trong khu vực đồng Euro và nguồn cung ứng giới hạn của các phụ tùng sản xuất, nhưng kết quả quý thứ Hai sẽ tốt hơn so với quý đầu của năm. Lợi nhuận từ bộ phận các thiết bị di động của Samsung gần như đã tăng gấp 3 lần trong khoảng thời gian từ tháng Giêng đến tháng 3, lên đến 3.6 tỷ Mỹ Kim, chiếm 73% lợi nhuận hoạt động kinh doanh của tập đoàn. Tuy nhiên, trong ngày thứ Hai, cổ phiếu của công ty công nghệ có giá trị nhất tại châu Á đã xuống đến mức thấp nhất từ hơn 4 tháng rưỡi qua, sau khi các nhà phân tích cắt giảm ước tính thu nhập của Samsung trong quý thứ Hai. Một số các phân tích gia dự đoán doanh số bán hàng của mô hình mới nhất của Galaxy đã làm cho doanh số bán hàng của các sản phẩm khác bị suy giảm mạnh. Những phân tích gia khác nêu lên mức giá yếu kém của các chip điện tử là ngành kinh doanh cốt lõi của Samsung. Samsung đã bán được gần 45 triệu điện thoại thông minh trong quý đầu tiên, chiếm được 30.6% cổ phần thị trường so với 24% của Apple. Và công ty hy vọng khách hàng sẽ tiếp tục nhận thấy rằng Galaxy S3 vẫn tốt hơn so với đối thủ iPhone. Samsung bắt đầu bán Galaxy S3 tại một số các thị trường trên thế giới vào ngày 29 tháng 5. Kính thưa quý vị, hạ tầng cơ sở không đầy đủ ngăn cản sự tăng trưởng của Ấn Độ. Hình ảnh những chiếc xe vận tải xếp hàng dài trên những đường xa lộ của Ấn Độ chờ đợi đến phiên mình được chạy qua các thành phố đã bị tắc nghẽn giao thông, thí dụ như Tân Delhi, là những hình ảnh phổ biến tại đất nước Ấn Độ, nói lên sự yếu kém của hạ tầng cơ sở của quốc gia này.
Mặc dù Ấn Độ có thể đã thành công trong việc thuyết phục các quốc gia trong khối G20 đầu tư vào quốc gia đang phát triển để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn cầu, nhưng những hình ảnh tại đất nước này không có gì để tạo sự khuyến khích. Trước khi lên đường đi Los Cabos để tham dự hội nghị thượng đỉnh khối G20, Thủ tướng Ấn Độ ông Manmohan Singh đã nhấn mạnh sự cần thiết của chính sách thúc đẩy hạ tầng cơ sở, cho rằng đây là một yếu tố quan trọng để định hình nền kinh tế của quốc gia. Ông Singh nói, sự phát triển của hạ tầng cơ sở sẽ luôn luôn là một phần không thể thiếu của bất kỳ chiến lược khả thi nào nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế. Trong ngắn hạn, phát triển hạ tầng cơ sở sẽ thúc đẩy tỷ lệ đầu tư trong toàn nền kinh tế. Về lâu dài, nó sẽ loại bỏ các hạn chế về nguồn cung cấp có ảnh hưởng đến các hoạt động kinh tế trong ngành công nghiệp, nông nghiệp và thương mại. Tuy nhiên, bất chấp những tuyên bố của chính phủ liên bang, con đường xa lộ KMP dài 135 cây số với nhiệm vụ làm giảm bớt sự gián đoạn giao thông trên quốc lộ NCR đi về thủ đô Tân Delhi vẫn chưa được ấn định ngày hoàn tất. Dự án đầy tham vọng này đã được dự tính hoàn tất trong năm 2009 trước Thế vận hội thể thao của khối thịnh vượng chung 2010, sau khi chính quyền địa phương Haryana trao dự án cho nhà thầu vào năm 2006. Đường xa lộ này nhắm mục đích đem những chiếc xe vận tải hạng nặng ra khỏi những con đường nhỏ bằng cách kết nối những con đường này với 4 quốc lộ bận rộn nhất của Ấn Độ. Con đường này, nếu được hoàn tất, sẽ đem lại rất nhiều tiện lợi cho hàng ngàn tài xế lái xe tải. Xuyên qua nhiều con đường và những tuyến đường sắt, đường xa lộ KMP sẽ nối kết hàng trăm ngôi làng với đường xa lộ quốc gia và mở ra những cơ hội mới cho những người trong các khu vực nông thôn. Để đối phó với tình trạng tắc nghẽn giao thông trên các tuyến đường bận rộn của Tân Delhi, các xe chở hàng chỉ được phép băng ngang qua thành phố từ 10 giờ tối đến 7 giờ sáng và từ 12 giờ trưa đến 4 giờ chiều. Những người lái xe chán nản, hàng hóa của họ bị trễ nải, các khách hàng của họ không được vui. Ông Courtney, một tài xế lái xe tải cho biết họ phải đối mặt với rất nhiều vấn đề do vấn đề giao thông bị gián đoạn. Họ phải giao hàng đúng ngày giờ, các khách hàng và chủ của họ gọi cho các tài xế liên tục khi họ bị kẹt xe. Đường xa lộ KMP chỉ là một ví dụ của nhiều dự án hạ tầng cơ sở của Ấn Độ đang bị hủy hoại bởi khủng hoảng tiền mặt, những tranh chấp trong việc mua lại đất, kiện tụng và sự chậm chạp trong việc xin các giấy phép của chính phủ. Các tuyến đường thay thế hầu như không có. Những con đường xa lộ trên khắp đất nước đều trông giống như những bộ xương chưa hoàn tất, đang chờ đợi sự phê duyệt để được hoàn tất. Các nông dân địa phương đã bày tỏ nỗi thống khổ của họ khi đất của họ đã bị mua lại cho dự án. Chủ tịch lực lượng thi công hạ tầng cơ sở, ông Vinayak Chatterjee, giải thích rằng vấn đề thực sự trong lĩnh vực hạ tầng cơ sở ngày nay là có nhiều dự án đang bị mắc kẹt và vấn đề nằm ở giai đoạn đưa ra quyết định ở cấp độ hàng đầu của các chính trị gia và giới quan liêu. Chính phủ đang gặp nhiều khó khăn để khởi động đầu tư, đã công bố một chương trình thúc đẩy lĩnh vực hạ tầng cơ sở, bao gồm cả kế hoạch phát triển 3 phi trường trong một nỗ lực để thúc đẩy sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế Ấn Độ. Thủ tướng Singh gần đây đã liệt kê nhu cầu hạ tầng cơ sở của đất nước lên hơn 1.000 tỷ Mỹ Kim trong 5 năm tới. Ông Chatterjee cho rằng Thủ tướng nên lo hoàn tất các dự án đang bị trì hoãn trước khi công bố các dự án hạ tầng cơ sở mới. Gần đây, các bộ trưởng của Haryana và Tân Delhi đã bày tỏ mối quan tâm của họ đối với công trình đường xa lộ bị trì hoãn và đã đưa ra thời hạn tháng 5 năm 2013 cho nhà thầu xây dựng để hoàn thành dự án này, nếu không sẽ bị lấy lại hợp đồng. Do sự chậm trễ, ngân sách của dự án đã tăng từ 19.15 tỷ Mỹ Kim trong năm 2006 lên đến 26 tỷ Mỹ Kim. Nhà thầu xây dựng cho biết đã không thể nào đáp ứng thời hạn năm 2009 đưa ra ban đầu do xảy ra vụ kiện tụng với một đối tác trong dự án kéo dài gần 2 năm. Với một mạng lưới đường sắt nghèo nàn, Ấn Độ chủ yếu dựa vào các hệ thống đường xa lộ để vận chuyển hàng hóa. Nhưng điều kiện kém chất lượng của những con đường này ảnh hưởng nặng nề đến khả năng cạnh tranh của các công ty và tạo ra sự gián đoạn nguồn cung cấp, làm cho lạm phát tăng cao. Theo một báo cáo của công ty tư vấn quản lý toàn cầu McKinsey, thì tốc độ trung bình của các xe vận tải chạy trên những con đường của Ấn Độ chỉ có 35 cây số một giờ, ít hơn một nửa so với 75 cây số một giờ tại Hoa Kỳ. Nền kinh tế của Ấn Độ tăng trưởng 5.3% trong quý đầu của năm. Đây là mức thấp nhất trong 9 năm qua,
và thấp hơn nhiều so với tốc độ 9% đã thu hút những nhà đầu tư đến nước này trước khi xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Trong khi đó, nếu như chính phủ không tìm cách hoàn thành các dự án hiện có trước, một số người đang tự hỏi khi nào thì chính phủ sẽ đặt con ngựa ở phía trước xe kéo. Và kính thưa quý vị, vừa rồi là bản tin Kinh tế Thế giới do ban biên tập Tuổi Trẻ Hải Ngoại biên soạn. Xuân Phương xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong bản tin lần sau.